Hãy đăng ký kênh Thay đổi để thành công để cập nhật các tin tức mới nhất từ dự án P-Network. P-Network, dự án tiền điện tử đầy tham vọng do tiến sĩ Nicolas Kokalik sáng lập, gần đây đã đạt được một cột mốc quan trọng trong hành trình của mình. Sau 5 năm trong một ngành công nghiệp cạnh tranh, tiến sĩ Nicolas đã chia sẻ những cập nhật mới nhất về dự án và những hiểu biết sâu sắc của mình trên LinkedIn. Động thái này được coi là tín hiệu cho thấy mùa gặt đã gần kệ, củng cố thành công mà P-Network đã đạt được. Một sự thay đổi tích cực và sự xác nhận thành công. Một khoảnh khắc quan trọng đã đến khi tiến sĩ Nicolas Kokalik tích cực chia sẻ những hiểu biết gần đây về Pi Network trên LinkedIn. Hành động này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình của Pi Network. Các bài đăng của tiến sĩ Nicolas không chỉ khẳng định lại sự tồn tại của dự án, mà còn làm rõ tầm nhìn và sứ mệnh dài hạn của dự án. Với sự tin tưởng ngày càng tăng từ cộng đồng và các nhà đầu tư, P Network đã thành công trong việc điều hướng các giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển sản phẩm và công nghệ của mình. Nguồn tài trợ bổ sung từ các nhà đầu tư lớn không chỉ củng cố vị thế tài chính của P Network mà còn mang lại động lực tinh thần đáng kể cho nhóm phát triển. Để liên tục đổi mới và giới thiệu các giải pháp mới trong hệ sinh thái blockchain, hay triển vọng tương lai cho P Network. Được thúc đẩy bởi động lực tích cực này, cộng đồng p network lạc quan về triển vọng tương lai của mình có rất nhiều kỳ vọng vào sự mở rộng liên tục của hệ sinh thái p network và vai trò ngày càng quan trọng của nó trong thế giới tiền điện tử các sáng kiến chiến lược do nhóm p network thực hiện và sự ủng hộ vững chắc từ người dùng trên toàn thế giới dự kiến sẽ củng cố vị thế của p network trên thị trường kỹ thuật số toàn cầu những tiến bộ gần đây trong công nghệ blockchain cung cấp nền tảng vững chắc cho p network mở rộng dịch vụ và tích hợp vào các lĩnh vực công nghiệp rộng lớn hơn. Các ứng dụng tiềm năng của Pi Network không chỉ giới hạn ở các giao dịch tài chính mà còn có thể bao gồm quản lý dữ liệu, an ninh mạng và thậm chí là các ứng dụng IoT trong tương lai. 3. Lợi thế cạnh tranh và đổi mới liên tục Một lợi thế chính của Pi Network nằm ở cam kết đổi mới liên tục và phát triển công nghệ blockchain tiên tiến nhóm phát triển p network bao gồm một số chuyên gia hàng đầu về công nghệ blockchain bảo mật thông tin và phát triển ứng dụng sự hợp tác chặt chẽ giữa các chuyên gia này đã cho phép p network giới thiệu các tính năng mang tính cách mạng trong nền tảng của họ bao gồm phát triển các hệ thống hợp đồng thông minh an toàn và hiệu quả chiến lược phát triển sản phẩm do nhóm p network đưa ra cũng bao gồm việc ra mắt các ứng dụng di động thân thiện với người dùng và dễ tiếp cận với người dùng từ nhiều nền tảng khác nhau. Sáng kiến này nhằm mục đích mở rộng cơ sở người dùng Pi Network trên toàn cầu, cho phép nhiều người hơn có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính và công nghệ blockchain mà không gặp phải rào cản đáng kể. 4. Hợp tác toàn cầu và mở rộng thị trường. Ngoài việc tập trung vào phát triển công nghệ, Pi Network còn tích cực tham gia vào các quan hệ đối tác chiến lược với các công ty hàng đầu. Trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, các quan hệ đối tác này không chỉ nâng cao khả năng hiển thị của p network trên thị trường toàn cầu mà còn mở ra cánh cửa cho các mối quan hệ hợp tác sâu hơn trong việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới việc hợp tác với các công ty công nghệ lớn cũng giúp p network đảm bảo các nguồn lực bổ sung cần thiết để đẩy nhanh quá trình phát triển và triển khai công nghệ blockchain của họ qua tất cả những khúc quanh và thách thức phải đối mặt các bài đăng gần đây trên LinkedIn của tiến sĩ Nicolas Kokalik nhấn mạnh rằng P Network không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ. Thành công này là bằng chứng hữu hình cho thấy tầm nhìn của P Network trở thành đơn vị dẫn đầu. Trong ngành tiền điện tử đang dần thành hiện thực. Hành trình đầy biến động của P Network và những khoảnh khắc quan trọng trong 5 năm qua. Với sự hỗ trợ ngày càng tăng và cam kết đổi mới, Network sẵn sàng đối mặt với những thách thức trong tương lai và chứng minh giá trị thực sự của mình trên thị trường tiền điện tử toàn cầu. Hiện tại Pi vẫn chưa lên sàn giao dịch, nên mọi người khai thác bằng cách kích tia xét mỗi ngày. Hạn chế mua bán Pi ở các sàn giao dịch chợ đen tránh mất tiền oan. Chúc mọi người nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúc cộng đồng Pi Network ngày càng phát triển và thành công.